Đúng không? Mỗi một ngày là mỗi một cấp độ. Nửa 3 tiếng mấy rồi lên 4 tiếng mấy rồi 5 tiếng mấy luôn. Đó, giờ này còn có 1 tiếng nữa nha cả nhà, 1 tiếng nữa là sẽ đưa cái dòng linh của anh cả đi đi quả cán nha cả nhà. Bây giờ cả nhà cũng anh cả cũng đang đứng quỳ lại, nói chung cấp nhang đưa tiễn anh cả. 1 tiếng nữa là ảnh sẽ tan hình cho bụi nha. Nói chung điều anh cả ra đi là điều mọi người rất là tiếc nuối luôn á. Đó, mọi người mà có xem được clip á, những anh chị á, xem kênh like của còn á, cũng có nói là nói chung muốn qua đây tiễn anh cả, nói chung ai qua đây tiễn được là mừng nha cả nhà. Bây giờ còn sẽ quay lấy like qua đi. Ủa Lâm quay không? Quay quay luôn Lâm, còn cầm like cho. Không Lâm quay quay luôn đi. Chứ mất công anh em quay chung đi. Không sao đâu, còn cầm máy cho. Hello, dạ chị Chính, em Lâm. Hay là chị Lâm. Đúng rồi, anh cả đi rất là đột ngột mọi người ơi. Bây giờ thì cũng không biết phải nói làm sao nữa. Chị nào nói chút xíu đi, chị nào nói xong kêu còn. Rất là nhiều anh chị hơn cái anh cả nãy giờ còn like, cũng có nhiều anh chị gửi lời cầu nguyện cho anh cả, cầu nguyện cho anh cả sớm về cõi Phật, rồi sớm được vãng sanh, rồi A Di Đà Phật, rồi rất là nhiều luôn nha. Còn cũng có nhiều anh chị gửi phúng điếu cho anh cả để lo cái tan sự này. Nó còn cũng thay mặt gia đình của anh cả và anh cả và tất cả mọi người thân của anh cả cảm ơn tất cả anh chị cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước đã thương anh cả, gửi đến những điều tốt đẹp nhất cho anh cả lúc anh cả ra đi nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha cả nhà. Đó, giờ mọi người cũng đang làm lễ để chuẩn bị tiễn anh cả đi. Giờ mọi người làm gì, chức đang ở đây. Thôi chức đang ngồi ở đây. Gầu quý chức. Nói giờ còn sẽ qua đây. Nói giờ còn sẽ qua đây còn like cho mọi người xem luôn. Một tay còn quay, một tay còn like nha cả nhà. Em quay luôn đi Lâm. Đó em chào 355 người đang xem nha. Mọi người thương em á, với anh cả và tất cả cho mọi người trong gia đình anh cả, thì mọi người cho em một like, một chia sẻ nha cả nhà. Dạ bà chức đây anh Thanh ơi, vì chức đang ở đây nghe tụng kinh nha. Hiểu chức cái mặt có vẻ mặt thì chức đang lo lắng nha. Anh bao nhiêu tuổi rồi, mất sớm vậy? Dạ anh 52 nha chị. Ảnh 52 tuổi, sinh năm 1972 nha cả nhà. Làm like cho tao like đi. Làm muốn like hả? Quay không? Đó giờ Lâm sẽ cầm máy nha cả nhà. Ở đây này Lâm. Ở đây ngồi ghế ngồi đi. Ngồi ghế đi không? Hôm qua anh Hùng chơi chắc cái sáng rồi. Đúng rồi, sáng rồi vậy. Chúng ta đang ngủ rồi. Sự ở đây mọi người ai cũng rất là buồn, kiểu nhà có đám tang thì ai cũng như ai cả nhà, buồn lắm cả nhà ơi. Nói chung mất mát một người cùng ở mình biết bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi, tự nhiên bây giờ phải vắng bóng thì kiểu là mình cảm thấy mình hụt hẫng và xót xa lắm.
Tiểu còn với anh cả chỉ là đồng nghiệp 2 năm thôi mà. Anh cả lúc anh cả mất còn thì cứ tự nhiên á, tối còn về á, còn cứ suy nghĩ là ủa tại sao anh cả ảnh mới gặp ảnh đây mà giờ ảnh vậy, kiểu mình bị hụt hẫng lắm. Mình không nghĩ là ảnh mất thiệt luôn á, kiểu là không tin điều đó luôn. Kiểu mới hôm qua mình còn gặp ảnh mà hôm nay ảnh đã như vậy rồi. Đúng là kiểu trời nói là sống nay chết mai, cái gì đem đi được á, cái gì cũng không thể đem đi được á, chỉ có mình phước báo là mình đem đi giữ mãi được thôi nha cả nhà. Nên mọi người mình sống mình dạng là có phước đi, mình lúc mình ra đi mình cũng được thanh thản như anh cả vậy đó mọi người. Có đức mặc sức mà ăn. Hôm qua cũng cho em giữ cho em đi. Cái thứ về bằng này đây đi, về cho em giữ. Dạ dạ. Nói chung nếu mà có quên thì hồi cứ giữ thì sao để chở anh đi xuống đây mình lấy cũng được. Nếu mà có quên thì anh nhớ em lấy luôn. Cái gì em cũng sợ em quên, nói chung quên thì cùng sao em qua lấy cũng được. Tại cùng sao em có ở đây, cùng sao em có chở anh Tony Nguyễn qua đây để cấp ngang, anh nó cũng bên nước ngoài. Bữa anh có nhờ em có gì về đây chở anh qua bển cấp ngang rồi anh trả một cái. Thì sẵn em qua em lấy luôn. Đợt này về là rủ anh em đi uống cà phê hay nào uống. Ai ngờ vậy nghe hồn lắm. Né nó gạt qua quạt ồn lắm anh. Đó giờ nãy gì chất ngồi đó, giờ gì chất đi rồi, giờ còn có gì cầm gì chất thì ngồi bên chồng nha cả nhà. Kể từ hôm nay là nói chung khởi sát của anh cả là sẽ không còn ở đây nữa. Chỉ còn một tiếng nữa là anh cả sẽ quả tán như là coi như trở về với cát bụi. Và từ đây sắp tới mọi người sẽ không được coi anh cả quay clip của gì chức. Quay clip của cả những mọi người. Hay là anh cả có thể quay những hoàn cảnh giờ sẽ không còn nữa nha cả nhà.